Hello anh em, nay em tiếp nhận Toyota Actis nha, đời 2018 bị tai nạn đâm với con đường nhẹ nha anh em. Thì nó bị tét cản, gãy cánh gà chỉ A luôn nha anh em. Đó, bị cong lên lái trong hoài. Những cái về thì bị mớp hết nha. Đó, đụng cản đồ luôn. Giờ tiến hành mình tháo gã ra thay thế, phần nào thì làm được, ra cửa mở không được nha anh em, mở lú lú đó thôi. Vẹ này thì mình gò đồng lại, còn cản tét quá thì có thay nha anh em. Còn chiếc A này là mình không có hàng được, và thay chiếc A luôn, cản tét đó, mình làm đồng lại thì mình chét xả lốt thôi. Rồi xong luôn anh em, giống như ghen luôn nha anh em, nhìn là không biết bị va chạm gì hết nha anh em. Đó nhìn qua là màu là chuẩn cho anh em luôn, 90 luôn nha anh em, 90% luôn, nhìn không biết bị xe bị va chạm nha anh em. Còn lồng lồng máy này thì mình rửa khách cho khách miễn phí luôn, nó thấy dơ quá thì mình rửa sạch sẽ luôn, dọn hồ sơ nội thất trong sạch sẽ. Atit nha. Máy 1.8 2018. Rồi tiến hành mình lên xe đảo một vòng nha anh em, ok thì vào xe khách thôi. Đây. Đó, mình chạy lên vòng lai riết rồi thẳng đường có kêu tiếng gì nha anh em thì ok hết thì mình gọi khách tới nhận xe thôi.